định vị vị trí lưỡi dao, nhìn thẳng vào chỗ cạo mũ. Đối với dao truyền thống, ta phải đặt lưỡi dao vào sát đường cạo. Nhưng đối với dao cạo mũ Thái Lan, bạn sẽ không thể cạo mũ được để đặt sát lưỡi dao vào như vậy, vì phần lưỡi không có góc tựa. Dao cạo mũ Thái Lan cần phải nghiêng khoảng 45 độ, hoặc điểm đánh dấu sơn bạc phải hướng thẳng lên trên. Lúc đó, ta có thể nhìn được vào chỗ cần cạo, vì có khoảng trống giữa dao và đường cạo. Đó là điểm khác nhau cơ bản so với dao cạo truyền thống, vì lưỡi dao truyền thống hoàn toàn sát vào mặt cạo, nên chúng ta phải nghiêng cổ, dẫn đến đau hoặc tê phần cổ. Đối với dao cạo mũ Thái Lan, khi đặt nghiêng 45 độ, mắt nhìn được đường cạo và thoải mái kéo dao về phía sau, không cần phải nghiêng cổ nữa. Các cách cạo dao cạo mũ cải tiến. Có 3 cách cạo. Cách 1, cạo bình thường, miệng cạo khoảng 1 mét. Đặt lưỡi dao vào, nghiêng 45 độ, rồi kéo lui về phía sau và không nhấc dao ra khỏi đường cạo. Cách thứ 2, tôi sẽ cạo thử ở tầm thấp, dưới 70cm. Miệng cạo thấp, ta có hai cách để cạo miệng tầm này: kéo dao hoặc đẩy dao. Cách thứ 3, cạo ở tầm cao, cao hơn 1,5 m. Cách cạo vẫn như cách 1. Nhìn đây, cây cao su này đã già, da dày. Hầu hết cây già đều có da rất dày. Ta không thể dùng dao thường cho cây dạng này. Ta cần phải dùng lưỡi dao bê tông. Lưỡi này to hơn lưỡi dao bình thường. Ta có thể gắn lưỡi này vào cán dao như lưỡi thường. Và cạo vẫn nghiêng 45 độ. Cạo đơn giản như lưỡi dao thường. Đây là hình ảnh so sánh độ dày của dâm cạo khi sử dụng dao cạo mũ. Bên tay phải là của dao cạo mũ Thái Lan. Bên tay trái là của dao truyền thống. Khi dùng dao truyền thống, độ dày dâm cạo có thể lên đến 3mm. Nhưng với dao cạo mũ Thái Lan chỉ là 1mm. Tưởng tượng nếu chúng ta có thể huấn luyện cho 100 người dùng dao cạo mũ cải tiến. Tất cả 100 người đều có thể cạo dâm mỏng chỉ 1mm. Đó là chuyện không thể đối với dao cạo mũ truyền thống. Và đó cũng chính là lý do tại sao dao cạo mũ Thái Lan có thể tăng thời gian thu hoạch cao su lên đến hơn 50 năm.